Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ted Trần TV. Lúc này tôi đang có mặt trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Ấn Độ. Buổi tập ngày hôm nay rất nhiều sự quan tâm, sự chú ý sẽ đổ dồn về phía tiền đạo Văn Quyết, người có lần đầu tiên được triệu tập dưới thời huấn luyện viên Kim Sang Sik. Sáng ngày hôm nay chúng tôi đã có mặt tại khách sạn Grand Plaza nhưng không thể bắt gặp được Văn Quyết, bởi vì Văn Quyết đơn giản thôi, sự chuẩn bị của một cầu thủ giàu kinh nghiệm, được coi là một thủ lĩnh của Hà Nội FC đã đến rất sớm. Và ngày hôm nay thì chúng tôi mới có thể nhìn thấy được hình ảnh Văn Quyết bước xuống từ chiếc xe quen thuộc của đội tuyển Việt Nam. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng xem là Văn Quyết tập luyện như thế nào trong buổi tập đầu tiên của mình dưới thời của huấn luyện viên Kim Sang Sik. Như thường lệ thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta tập vào một khung giờ rất quen thuộc, đó là 17 giờ 30 phút. Và hôm nay thì phóng viên đến khá là đông, chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh đầu tiên. Như thường lệ các trợ lý sẽ là những người bước xuống. Huấn luyện viên Kim Sang Sik một trong những người bước xuống đầu tiên. Chúng ta đang chờ đợi xem các cầu thủ. Văn Quyết, tôi rất chờ đợi Văn Quyết các bạn ạ. Hùng Dũng, đội trưởng bước xuống đầu tiên. Nguyễn Filip, thủ môn Văn Việt, Xuân Mạnh, Văn Toàn, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Phong Hồng Duy, Giáp Tuấn Dương, Châu Ngọc Quang, Quốc Việt, Văn Thành Trung Kiên, thủ môn mới của đội tuyển Việt Nam, Tô Văn Vũ, Thái Sơn, Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh, Văn Quyết đây rồi, số 10 luôn ạ. Vĩ Hào, Văn Trường, Đình Bắc, Hoàng Đức, Quế Ngọc Hải, Thành Trung, Tiến Linh, Đặng Văn Lâm và cuối cùng là Khuất Văn Khang. Ngày hôm nay thì đây các bạn nhìn thấy các phóng viên đến tương đối đông. Lâu lắm rồi thì các phóng viên mới có thể quây quần như thế này trong một buổi tập. Cũng dễ hiểu thôi, vì đây là buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị trận đấu gặp đội tuyển Ấn Độ, một trận đấu rất quan trọng với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik. Chúng ta đang mong muốn có được 3 điểm và đây là nhân vật tiêu điểm mà ống kính máy quay chĩa vào ngày hôm nay. Văn Quyết, thủ lĩnh của Hà Nội FC, mang áo số 10, mang trên mình một đôi giày Adidas Predator rất quen thuộc. Có lẽ là chiếc áo số 10 này là một chiếc áo rất quen thuộc đối với những ai yêu mến Văn Quyết. Nhưng nếu chúng ta còn nhớ thì rất nhiều lần Văn Quyết đã lên và phải khoác một chiếc áo số khác, bởi vì lúc đó thì số 10 thuộc về một số cầu thủ khác. Như thời chúng ta còn thấy Công Phượng đang tỏa sáng thì thậm chí là Văn Quyết còn phải nhường số áo cho Công Phượng. Đây, một đôi giày Predator. Công Phượng đã không được góp mặt và lúc này thì Văn Quyết mang áo số 10. Trước đó là Tuấn Hải. Văn Quyết rất thích giày Adidas và lúc này thì Văn Quyết mặc dù đã ở một độ tuổi không hề trẻ, sinh năm 1991, đã đầu ba rồi, nhưng mà rõ ràng là phong độ của Văn Quyết là điều vô cùng ấn tượng, khiến cho huấn luyện viên Kim Sang Sik phải triệu tập anh. Lúc này thì kỷ lục ghi bàn của Văn Quyết đã sánh ngang với huyền thoại Lê Công Vinh của bóng đá Việt Nam. Và với mật độ thi đấu như thế này thì có lẽ là việc Văn Quyết vượt qua Công Vinh và trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại V-League trong lịch sử bóng đá Việt Nam sẽ là điều dễ hiểu mà thôi. Chúng ta cùng quan sát một chút những cái nhóm tiếp theo. Đây là nhóm có sự góp mặt của Bùi Hoàng Việt Anh, Thành Trung, hai cầu thủ có thể coi là trụ cột của đội tuyển Việt Nam ở hàng phòng ngự. Với việc trở lại thì Bùi Hoàng Việt Anh có lẽ sẽ được thi đấu chính thức mà thôi. Phong độ ấn tượng cùng thể hình tốt, đẳng cấp cũng đã được khẳng định thì Việt Anh sẽ là một trong những sự lựa chọn ưu tiên của huấn luyện viên Kim Sang Sik. Bên cạnh đó là Thành Trung, người đã có màn trình diễn ấn tượng trong hai trận đấu gặp đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Nga. Mặc dù chúng ta để thua nhưng có thể thấy Thành Trung đã cứu được rất nhiều bàn thua trông thấy. Bên cạnh hai cầu thủ này là nhóm có sự góp mặt của Khuất Văn Khang, cầu thủ cũng đã được triệu tập sau một vài lần không được huấn luyện viên Kim Sang Sik gọi, đã có màn trình diễn ấn tượng trong câu lạc bộ thể công Viettel. Đây là Quang Hải, người vẫn luôn có mặt dù là thời nào đi chăng nữa, vẫn luôn là một cầu thủ hết sức đặc biệt, dù lúc này phong độ của Quang Hải không được như thời năm 2018. Đây là nhóm có sự góp mặt của Tiến Linh, tiền đạo cực kỳ quan trọng của huấn luyện viên Kim Sang Sik. Lúc này thì Tiến Linh cũng đang có phong độ tốt trong bóng đá câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Bên cạnh anh là Hoàng Đức, người cũng đang trong tin đồn chuyển nhượng, không biết là đến câu lạc bộ nào. Huấn luyện viên Kim Sang Sik lúc này đang rất muốn Hoàng Đức được thi đấu nhiều để duy trì cảm giác bóng, bởi vì thời hạn hợp đồng của Hoàng Đức là đầu tháng 1 năm 2025. Hoàng Đức sẽ nói lời tạm biệt với Thành Công Viettel. Và nếu như Thành Công Viettel không sử dụng Hoàng Đức thường xuyên thì huấn luyện viên Kim Sang Sik rất khó có một Hoàng Đức hay nhất để hướng đến giải đấu vào cuối năm, đó là AFF Cup 2024. Lúc này thì bài toán nhân sự, nhiều người cho rằng huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ phải tính toán một cách kỹ lưỡng để làm sao chọn được ra những con người phù hợp với lối chơi của mình. Văn Trường, Quốc Việt, Châu Ngọc Quang đều là những cái tên mà huấn luyện viên Kim Sang Sik đang muốn thử nghiệm. Trong khi Châu Ngọc Quang và Quốc Việt chưa được thử lửa dưới thời huấn luyện viên Kim Sang Sik thì Văn Trường đã được ướm ở vai trò tiền vệ trung tâm. Nhưng tất cả mới chỉ là thử nghiệm mà thôi. Với huấn luyện viên Kim Sang Sik thì mục tiêu mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam đặt ra cho ông đó chính là vào đến trận chung kết của ASEAN Cup vào cuối năm. Đó mới là mục tiêu thiết thực và quan trọng. Đây là nhóm tiếp theo, nhóm có sự góp mặt của Lê Phạm Thành Long, Tô Văn Vũ, Vĩ Hào, Thanh Bình, Thái Sơn. Trong nhóm này thì tôi rất quan tâm đến hai cầu thủ, đó chính là trường hợp của Lê Phạm Thành Long và Thái Sơn. Hai tiền vệ đã chơi cặp với nhau thời huấn luyện viên Filip, tuy nhiên không thực sự thành công. Và bây giờ là lúc mà ông Kim Sang Sik gọi Thái Sơn lên sau khi anh có màn trình diễn ấn tượng trong màu áo của câu lạc bộ Thanh Hóa. Ngoài ra thì Lê Phạm Thành Long cũng là một máy đếm nhịp ở câu lạc bộ Công Hà Nội. Tất cả đều ở hàng tiền vệ. Hàng tiền vệ ở đội tuyển Việt Nam lúc này cũng tương đối chật chội. Đợt này thì Tuấn Anh còn không được gọi. Và chúng ta thấy Hùng Dũng và Hoàng Đức vẫn thường xuyên được huấn luyện viên Kim Sang Sik sử dụng. Bài tập thứ hai sau khởi động đó chính là bài đá ma. Đây là bài tập mà chúng ta sẽ cùng xem là Văn Quyết thể hiện độ quá như thế nào. Chúng ta sẽ quan sát kỹ hơn so với các nhóm còn lại, bởi vì đây có sự góp mặt của Văn Quyết. Đá ma thì nó thể hiện sự tinh quái, kỹ thuật và kinh nghiệm. Đá ma tại đội tuyển khác mà đá ma tại câu lạc bộ cũng khác. Đó là những chia sẻ của Đỗ Hùng Dũng, đội trưởng của đội tuyển Việt Nam. Như vậy là Văn Quyết đã đá hỏng một quả đầu tiên và phải vào làm ma rồi. Trong một số đội bóng có nhiều cầu thủ kỹ thuật thì khả năng đá ma, khả năng vào làm ma là khả năng thường xuyên đối với những ai mà không có sự tinh quái. Với Văn Quyết thì có thừa độ quái ở đội tuyển Việt Nam. Có thể với nhiều người thì Văn Quyết không được triệu tập nhiều vì những lý do khác nhau liên quan đến sự phù hợp với lối chơi của các huấn luyện viên. Tuy nhiên về độ tinh quái và xử lý bóng trong phạm vi hẹp thì Văn Quyết được coi là cầu thủ hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng quan sát một chút. Rất khó để có thể khiến cho Văn Quyết phải vào làm ma các bạn. Tôi tin là như thế. Đấy, các bạn thấy chân rất nhanh. Nhóm này thì có sự góp mặt của những cầu thủ khác cũng tương đối kỹ thuật. Đó chính là trường hợp của Khuất Văn Khang, Quang Hải, rồi Lê Phạm Thành Long. Đều là những cầu thủ rất hay. Đình Bắc cũng vậy. Các bạn thấy là các cầu thủ khác thì thay nhau phải vào làm ma, nhưng Văn Quyết thì không. Thậm chí nhóm này còn có cả Tô Văn Vũ, một trong những cầu thủ cũng thuộc dạng hàng tiền vệ kỹ thuật. Một trợ lý khác của huấn luyện viên Kim Sang Sik cũng vào để làm ma, để thi đấu. Những bài tập đá ma tốc độ rất nhanh nhưng rất khó để có thể khiến cho Quyết dừng vào làm ma. Đây đúng là số 10 của đội tuyển Việt Nam này. Tôi tin là như thế, hy vọng là như thế. Đây là một nhóm khác. Nhóm này thì có sự góp mặt của ông Choi Kwon Won, người trợ lý chuyên môn chính của huấn luyện viên Kim Sang Sik, cánh tay phải của huấn luyện viên trưởng người Hàn Quốc. Nhóm này có sự góp mặt của tiền đạo chủ lực Tiến Linh, Xuân Mạnh, Hoàng Đức, Thái Sơn, Nguyễn Phong Hồng Duy, Châu Ngọc Quang đều là những cầu thủ tương đối kỹ thuật. Đấy, các bạn thấy không? Tốc độ rất nhanh. Những ai chơi bóng, kể cả bóng phong trào thì các bạn thấy được là những cái bài đá ma này, thậm chí là các bạn thấy là chơi một chạm luôn ạ, không hề có hai chạm. Cự ly thì rất nhỏ. Những ai chơi bóng phong trào thì thường thường những cái cự ly như này thì sẽ đá kiểu hai chạm hoặc là chơi chạm 1-2. Nhưng mà đây các bạn thấy là đẳng cấp cao như đội tuyển sẽ đá một chạm và thường xuyên thay nhau vào làm ma. Rất khó để có thể gọi là hâm một người. Thái Sơn đang có một phong độ tốt trong màu áo của Thanh Hóa, nhưng liệu có được đá chính ở đội tuyển không là một câu hỏi khác. Một câu hỏi khác mà huấn luyện viên Kim Sang Sik cần phải tìm lời giải. Ngày hôm nay thì Đỗ Hùng Dũng sẽ là người tham gia trả lời phỏng vấn. Và các bạn hãy xem đến cuối video để xem Hùng Dũng có những chia sẻ như thế nào trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị trận đấu gặp đội tuyển Ấn Độ. Đây là một nhóm tiếp theo có sự góp mặt của những anh chàng cao kèo Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh, Thành Trung, những trung vệ. Việc chia nhóm cũng giúp cho cao thủ ở cùng vị trí hiểu nhau nhiều hơn. Nhóm này có sự góp mặt của Hùng Dũng, Vĩ Hào, Văn Trường. Cao thủ của đội tuyển Việt Nam lúc này cũng rất kỹ thuật. Và rõ ràng là việc đá ma như thế này, ai sẽ phải vào làm ma, cần phải đuổi rất giáp thì mới có thể lấy được bóng. Cách chơi của huấn luyện viên Kim Sang Sik cũng rất rõ ràng, đó là yêu cầu cầu thủ truyền bóng nhiều và hạn chế lối chơi bóng bổng. Đây là điều có thể coi là bóng đá hiện đại rất mong muốn. Thủ môn Trung Kiên đang là một trong những thủ môn mà người hâm mộ cũng đang kỳ vọng sẽ là lớp kế cận cho những thủ môn Việt kiều như Văn Lâm hay Nguyễn Filip. Với chiều cao 1m91 và được ăn tập ở Lò Hoài, Gia Lai, Văn Kiên đang đó phong độ tương đối tốt ở đội bóng phố núi và cũng được coi là tương lai của đội tuyển Việt Nam. Năm sau tại SEA Games thì có lẽ Văn Kiên sẽ là một trong những sự lựa chọn để á ngữ ở khung thành của đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games tại Thái Lan. Ở này thì huấn luyện viên Kim Sang Sik triệu tập 4 thủ môn. Ngoài Nguyễn Filip và Văn Lâm thì còn có Văn Việt và Trung Kiên nữa. Chúng ta sẽ cùng xem một bài tập của nhóm thủ môn được điều khiển bởi trợ lý Minh Quang huyền thoại trong khung gỗ của đội tuyển Việt Nam. Đây là bài tập di chuyển, sau đó bay người bắt bóng. Thủ môn sẽ có một giáo án riêng biệt so với các cầu thủ còn lại. Nhìn thì rất rõ là cái cách bắt của Filip cảm thấy rất là chắc chắn. Lúc này thì Văn Lâm đang có thua thiệt hơn Filip một chút, bởi vì trong những ngày mà Filip được thi đấu đỉnh cao tại V-League thì Văn Lâm không có một trận đấu chuyên nghiệp nào, vì lúc này thì Văn Lâm không thi đấu cho một đội bóng nào tại V-League cả. Những tin đồn liên quan đến việc Văn Lâm đang thi đấu tại câu lạc bộ Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng hình ảnh gần nhất thì Văn Lâm lại chụp ảnh với một chiếc áo có logo của đội bóng Phù Đồng, rất lạ. Trong khung gỗ thì giới chuyên môn cho rằng Filip đang chiếm lợi thế và nhiều khả năng sẽ bắt chính trận đấu gặp đội tuyển Ấn Độ. Nhưng Văn Lâm lại có một cái duyên khi mà bắt nhiều trận mà đội tuyển Việt Nam có kết quả tốt, trong khi Filip thì bắt rất nhiều trận và chưa có một kết quả chiến thắng nào cả. Đó cũng thể coi là một vận đen của Filip khi qua đội tuyển Việt Nam. Rồi, các bạn tiếp tục quan sát Văn Quyết một chút nữa trước khi chúng ta đến với phần chia sẻ của Đỗ Hùng Dũng. Văn Quyết có thể nói là rất tinh quái. Từ nãy đến giờ thì tôi thấy là Văn Quyết rất khó để có thể khiến cho cầu thủ này vào làm ma. Cầu thủ có cái chân phải rất dị. Lúc này thì trong thành phần của trợ lý ban luyện đội tuyển Việt Nam còn có Lương Dị nữa, cũng là một người đồng đội lâu năm của Văn Quyết. Và biết đâu với một người trợ lý như thế thì ông Kim Sang Sik có thể giải được bài toán mang tên Văn Quyết ở đội tuyển Việt Nam ấy thì sao? Vì chúng ta đã thấy là Văn Quyết thì chơi bóng tại V-League rất hay, nhưng mà lên đội tuyển trong khoảng 5 năm gần đây thì chưa phù hợp. Rất nhiều người mong muốn là phải mở được cái khóa Văn Quyết thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ tìm ra được nhiều phương án tấn công. Trong buổi tập ngày hôm nay thì chúng tôi có một chút quan sát một số những cầu thủ phải ngồi ngoài để tập riêng. Trong đó có nhóm các cầu thủ đã chơi nhiều trong trận đấu vừa rồi của câu lạc bộ BKMX Bình Dương như Hải Quế hay Tiến Linh. Phần ở đấy là Văn Thanh của câu lạc bộ Công Hà Nội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của Đỗ Hùng Dũng. Hôm nay là buổi tập đầu tiên của đội tuyển quốc gia Việt Nam trong cái dịp FIFA Day tháng 10 chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển quốc gia Ấn Độ. Một trong phần trong kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển hướng đến giải vô địch Đông Nam Á và sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Thì trước buổi tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thực hiện phỏng vấn đối với tiền vệ Đỗ Hùng Dũng. Xin mời các câu hỏi. Anh Dũng có thể chia sẻ cảm giác lần này lên tuyển có khác thì so với lần trước không, khi mà đội tuyển lần này có rất nhiều nhân tố trẻ như là Quốc Việt này, Trung Kiên này, và đặc biệt là chúng ta chứng kiến sự trở lại của Văn Quyết, rồi anh có thể chia sẻ với những nhân tố, sự xuất hiện của những nhân tố. Với những nhân tố mới thì nghĩ là thầy Kim Sang Sik vẫn luôn nói là không nên đánh giá về tuổi tác, nghĩa là không có hỏi đây là cầu thủ trẻ hay đây là cầu thủ có kinh nghiệm hay là cầu thủ lớn tuổi. Lên đội tuyển là đội tuyển, là những cầu thủ được huấn luyện viên tin tưởng và sẽ là những cầu thủ mà sẽ tập trung để hoàn thành cái nhiệm vụ mà huấn luyện viên trưởng đề ra thôi, còn không phân biệt về tuổi tác. Ở đợt tập trung này chúng ta thì cũng chỉ đá với một trận với Ấn Độ thôi, nhưng mà trong trường hợp chúng ta có thêm một trận đấu nữa thì cảm nhận của anh Dũng là như thế nào nếu mà chúng ta gặp ví dụ Nam Định? Thật ra thì với đội tuyển thì càng có nhiều trận đấu càng tốt, vì dù có thời gian có bao nhiêu, có tuần, 2 tuần hay là 1 tháng, 2 tháng cũng không thể bằng 1-2 trận đấu được. Thậm chí là đá được là gặp được 3-4 đội thì càng tốt hơn. Thì chỉ có thi đấu thì sẽ xảy ra những cái sai lầm này, thì chúng ta từ những sai lầm đấy thì chúng ta khắc phục được điểm yếu cũng như tìm được điểm mạnh. Đấy thì phải qua những trận đấu chính thức thì đội tuyển mới có thể tiến bộ được. Thế nên là rất cần những cái trận đấu như vậy, có thể là gặp các đội V-League hoặc là những đội tuyển nào đấy cũng được, nhưng mà miễn là chúng tôi cần thi đấu. Có lẽ là hơn bất cứ một ai thì Hùng Dũng là người rất hiểu anh Văn Quyết. Trong mắt của Hùng Dũng thì anh Văn Quyết là một người như thế nào, và cái khát vọng của anh ấy lên tuyển nó lớn như thế nào? Chúng ta cũng biết thì anh Văn Quyết thì cũng khá là ít chia sẻ trên truyền thông ấy. Nhưng mà những cái nỗ lực của anh ấy thì được thể hiện trên sân bóng. Chúng ta thấy là một cầu thủ mà duy trì được phong độ trong khoảng hơn 10 năm rất là khó. Với một cầu thủ vẫn còn cần cù, vẫn đóng góp được rất là nhiều cho câu lạc bộ Hà Nội, thì được huấn luyện viên Kim Sang Sik tin tưởng thì đây là một cái hình mẫu cho tất cả các thủ giải Việt Nam, duy trì được các phong độ như nào, rồi là tiếp tục tiến bộ và phát triển bản thân như nào, mặc dù đã có những cái về một cái tuổi tác cũng là lớn. Anh thấy có một cái điểm chung rất là giống giữa Hùng Dũng và Văn Quyết, tức là mòn mỏi chờ đợi một cơ hội, và sau khi mà có cơ hội rồi thì chúng ta lại sáng ngay lập tức. Em nghĩ như thế nào về cái con đường em đã đi và con đường mà anh Quyết đang xông đến? Thật ra thì mòn mỏi mà chờ cơ hội thì ai cũng mòn mỏi chờ cơ hội hết anh ạ. Nhưng mà quan trọng là cơ hội đến với ai, và khi mà cơ hội đến thì nắm bắt như thế nào. Cái đấy rất là quan trọng, và anh nghĩ là tất cả cầu thủ đều luôn luôn duy trì cũng như là giữ cái lửa, giữ cái niềm đam mê, giữ cái khát khao lên đội tuyển. Và tất cả cầu thủ đấy, không chỉ riêng em hay Văn Quyết đâu, mà tất cả cầu thủ thì luôn luôn mong muốn như vậy, và khi có cơ hội thì cũng như là phải có thời cơ nữa thì mới tỏa sáng được. Vì bóng đá không phải là môn đấu một người, đôi khi mình thời cơ mình đến nhưng mà đội lúc đấy nó lại chưa tốt chẳng hạn, nó lại chưa vào cái thời điểm tốt, thì phải nghĩ là phải đầy đủ các yếu tố thì mới có thể là tạo lên được những cái bước ngoặt trong sự nghiệp. Theo Dũng thì ở Văn Quyết thì có rất là nhiều điểm ưu điểm, thì theo Dũng là lần này chúng ta có nhiều cầu thủ trẻ, các cầu thủ trẻ nên học những cái ưu điểm tích cực của phía Văn Quyết. Em nghĩ là về mặt cá nhân ấy, thì học rất là khó, vì mỗi người có một cái điểm mạnh riêng, không thể mà bảo cầu thủ này học thủ từ kia được. Nhưng mà những cái mà chia sẻ về mặt chiến thuật này, chia sẻ về mặt bản lĩnh khi thi đấu này, rồi là cách sinh hoạt, rồi có thể là đơn giản như là cách ứng xử với truyền thông thôi, cũng là những cái mà các cầu thủ, cả cầu thủ trẻ hay là cầu thủ bất kỳ cầu thủ nào đi cũng nên học, để làm đấy là giữ được cho mình một cái sự điềm tĩnh, tập trung, chỉ tập trung vào thi đấu thôi, không có để những cái vấn đề bên ngoài ảnh hưởng vào việc thi đấu. Thì đấy là cái vấn đề mà có thể học được, còn vấn đề về chuyên môn thì rất khó, vì mỗi cầu thủ có một cái đặc tính riêng khác nhau. Ở trận đấu gặp đội tuyển Ấn Độ thì không biết là mục tiêu cụ thể của đội tuyển là tiếp tục thử nghiệm, tìm ra một cái đội hình hợp lý nhất với một những con người phù hợp nhất, hay là việc giành chiến thắng trước đội tuyển Ấn Độ quan trọng hơn? Bản thân mình nghĩ thì mục tiêu của tất cả trận đấu đều là chiến thắng, dù là đối thủ nào vẫn là chiến thắng đầu tiên. Còn sau đấy thì những cái vấn đề về thử nghiệm này, hay là vấn đề về hoàn thiện lối chơi, rồi tất cả mọi thứ thì dù là trận đấu nào cũng phải hướng đến chiến thắng đầu tiên, dù là đối thủ mạnh cũng phải nghĩ chiến thắng trước đã, vì bóng đá là môn thể thao đối kháng, và mình vào sân mà mình không nghĩ đến chiến thắng thì tức là không tôn trọng bóng đá rồi. Vào sân là mình phải chơi hết mình đã và hướng đến chiến thắng. Đấy là cái tôn chỉ của không chỉ em nghĩ là không chỉ cầu thủ mà FIFA cũng khuyến cáo cầu thủ là như vậy. Còn mục tiêu của đội tuyển thì sẽ là cái bài toán của huấn luyện viên trưởng sẽ phải cân nhắc. Okay nhỉ? Theo Dũng thì có một điều kiện gì để có thể giúp cho Văn Quyết thành công sớm hơn đội tuyển, tức là nhanh hơn? Nghĩ là cần một cái tập thể tốt thôi. Cầu thủ nào cũng vậy, không chỉ là riêng Văn Quyết hay là bất kỳ cầu thủ nào, Quang Hải hay bất kỳ cầu thủ nào lên đội tuyển sang nữa thì vẫn cần một tập thể mạnh. Thì thành tích thì cả tập thể đều được hưởng, cho nên là đôi khi là báo chí truyền thông thì hay nghĩa là tập trung vào quá vào một cầu thủ, có thể là ảnh hưởng đến cầu thủ đấy. Đôi khi là ảnh hưởng tích cực cũng như là ảnh hưởng tiêu cực, nhưng nghĩa là khi mà thành công thì mình lên công bằng với tất cả cầu thủ, vì công sức của tất cả, không chỉ là những cầu thủ đá chính, cầu thủ dự bị người ta cũng cố gắng, các cầu thủ không được đá thì khán đài người ta cũng cố gắng. Cho nên là khi mà đưa ra một thành công hoặc là một thất bại nào đấy thì thành công chung, tất cả cầu thủ sẽ được hưởng thành công, và khi mà thất bại thì tất cả cầu thủ cũng đều phải chấp nhận cái việc đấy. Cho nên là mong muốn là hướng đến những cái thì đấy là tập thể.